quý vị, như quý vị thấy thì hiện tại Ngọc Nga đang có mặt tại một cánh đồng ngô như quý vị thấy đằng sau Ngọc Nga đây ạ. Và vào lúc này thì bà con đã thu hoạch xong những bắp ngô để đem về cất trữ. Còn những cây ngô thường sẽ được chặt, sau đó là đem đi để làm thức ăn cho vật nuôi. Với số lượng nhỏ thì bà con có thể là dùng phương pháp thủ công mà ngồi chặt băm. Nhưng mà nếu mà với số lượng lớn lên tới 200, hàng nghìn cân thì phải làm sao ạ? Thì lúc đấy sẽ cần phải một công cụ để hỗ trợ bà con có thể dễ dàng băm nhỏ những thân cây ngô này để tận dụng để làm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Với phiên bản máy băm cỏ G250 lắp đặt đầu nổ 5,5 HP thay thế động cơ điện, giờ đây khách hàng đã có thể dễ dàng xử lý băm nhỏ số lượng lớn thân cây ngô các loại ngay tại cánh đồng mà không cần lo lắng về nguồn điện. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga theo dõi quá trình hoạt động của máy để xem máy có hoạt động hiệu quả hay không và có theo như yêu cầu của khách hàng hay không nhé. Trong chăn nuôi gia súc, nguồn thức ăn từ các loại cỏ và phụ phẩm nông nghiệp chứa hàm lượng chất xơ cao, thường chiếm tỷ trọng lớn trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thông thường, cỏ sẽ được băm nhỏ để cho vật nuôi dễ dàng tiêu hóa và tránh lãng phí nguyên liệu. Tuy nhiên, gia súc thường ăn rất nhiều cỏ mỗi ngày. Chính vì lẽ đó, khách hàng đang rất cần một công cụ hiện đại hỗ trợ băm nhỏ khối lượng lớn lên tới cả 1 đến 2 tấn cỏ mỗi giờ, đủ đáp ứng cho một trang trại chăn nuôi tầm 30 đến 60 con bò. Hơn nữa, khách hàng còn mong muốn tiến hành băm ngay tại cánh đồng để tiện cho công đoạn vận chuyển, nên việc đặt mua máy băm cỏ G250 lắp đặt đầu nổ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Ưu điểm của máy băm cỏ G250 so với các sản phẩm máy băm cỏ một pha khác trên thị trường hiện nay là bộ phận cửa nạp liệu được thiết kế dạng băng tải dài và rộng. Quý vị chỉ cần đặt nguyên liệu lên băng tải, hệ thống băng tải sẽ tự động kéo nguyên liệu vào trong buồng băm, do đó người vận hành không cần tiếp xúc tay quá gần với buồng băm, thuận tiện cho việc cấp liệu, giảm thiểu sức lao động và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi sở hữu G250, các vị khách hàng có thể tiến hành băm nhỏ hàng tấn các loại cỏ cây thân mềm, làm thức ăn chăn nuôi ở mọi nơi mà không cần lo về nguồn điện. Nhờ thiết kế hiện đại, khung máy chắc chắn, nhỏ gọn tiện lợi, kết hợp với 4 bánh xe giúp máy di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau. Người chăn nuôi có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài của nguyên liệu sau khi băm, đáp ứng tốt nhu cầu chế biến thức ăn cho các loài vật nuôi khác nhau. Để thay đổi kích thước thì quý vị tăng hoặc giảm tốc độ băm nhờ bộ cần số được điều khiển tích hợp trên thân máy. Sản phẩm đầu ra có chất lượng đồng đều và vẫn đảm bảo được dinh dưỡng và độ tươi ngon của thành phẩm, làm tăng tính ngon miệng của thức ăn. Lượng thức ăn sau khi băm, vật nuôi có thể ăn trực tiếp hoặc đem ủ chua. Và ngoài khả năng băm ấn tượng và thiết kế hiện đại của máy, khách hàng còn rất chú ý đến hệ thống buồng băm của máy G250. Buồng băm của máy được chia làm hai phần. Buồng băm chính thì được cấu tạo bởi 5 con dao xếp theo dạng xéo cực kỳ đặc biệt. Điều này sẽ giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra, giúp sản phẩm có năng suất cao và nhạy tải máy hơn. Và phía trước cửa xả được thiết kế hệ thống dao băm phụ vô cùng đặc biệt, sẽ giúp cho việc băm nhỏ phần lá nguyên liệu dễ dàng hơn. Và quá trình băm thì quý vị vừa theo dõi rồi. Vậy thành phẩm sau quá trình băm sẽ như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga kiểm tra. Đầu tiên là thành phẩm thân cây ngô khô như quý vị thấy. Từ những thân cây ngô khô được đánh giá là khá là dai nếu mà băm bằng phương pháp thủ công, thì với dòng sản phẩm của chúng tôi như quý vị thấy ạ, có thể dễ dàng băm nhỏ cho ra thành phẩm vô cùng chất lượng như thế này. Và với thành phẩm như thế này thì quý vị đã có thể đem về để ủ chua, có thể đem về làm nguồn thức ăn dự trữ lâu dài cho vật nuôi như quý vị thấy ạ. Không hề tốn quá nhiều công sức để có thể băm nhỏ những thân cây ngô khô như thế này. Thành phẩm tươi thì nó sẽ dễ băm hơn. Và như quý vị thấy ạ, thành phẩm sau quá trình băm ạ, nguyên liệu đã được băm nhỏ. Với thành phẩm như thế này thì khách hàng vừa đánh giá qua thì sẽ giúp cho vật nuôi dễ dàng ăn hơn và sẽ không còn tình trạng là ngày xưa là sẽ chỉ ăn phần ngọn còn phần gốc là thường bỏ, bởi vì nó sẽ thường cứng. Thì ở đây dòng sản phẩm của chúng tôi đã băm nhỏ như thế này thì vật nuôi sẽ ăn hết, tránh lãng phí thức ăn. Như quý vị thấy, thành phẩm vô cùng chất lượng phải không ạ? Và đến đây thì quá trình bàn giao máy ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm hay cũng muốn giống như khi khách hàng ngày hôm nay đặt mua dòng sản phẩm này, vậy thì quý vị hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và như quý vị thấy thì hiện tại ở phía trên màn hình là một số video liên quan đến dòng sản phẩm. Quý vị có thể nhấp vào video để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video thú vị tiếp theo.